Chợ Bến Tre xin kính chào quý vị khách hàng. Hiện tại chúng tôi đang đứng là xã Phú Nhuận, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre ha. Và hôm nay chợ Bến Tre là tiếp tục giới thiệu đến quý vị khách hàng một căn nhà là mái thái ha. Vừa mới hoàn thiện xong. Hiện tại là có hai căn ha, nhưng mà ngày hôm qua chủ đã đăng lên thì bán ngay một căn ha. Hiện tại chỉ còn một căn thôi. Thì tổng diện tích của căn nhà này là 125 m² ha, ngang là 5 m, chiều sâu vào là 25 m, thổ cư 100% ha quý vị khách hàng. Hiện tại thì căn nhà có điện nước sẵn luôn ha. Thì mời quý vị khách hàng theo chân chúng tôi ha. Phần phía trước nhà chúng ta thì có hàng rào ha, cửa thì có 4 cánh nha. Xăng thì cho quý vị đậu là xe 7 chỗ luôn ha. Có hàng rào bao bọc xung quanh. Phía vách tường tay tôi chỉ ha, được dán là khung lam ha. Và tường được sơn màu xanh lam luôn. Rất là đẹp, rất là bắt mắt. Ở phía bên tường này có trồng trúc kiển ha. Phía bên trái chúng ta thì hàng rào là song cửa sắt ha. Tại vì ở bên trái chúng ta có con đường ha, chúng ta tận dụng. Ở phía bên trái thì có vườn dừa, do đó là không khí rất là mát mẻ luôn ha, quý vị khách hàng quan sát thấy ha. Thì phần sân nền của chúng ta thì đã được lót gạch bông hết ha. Thì phần trước là chúng ta là có thềm nhà luôn ha. Thềm nhà chúng ta là được ốp đá hoa cương luôn. Đây, phần chăn cột. Thì chúng ta vào bên trong nhà ha. Thì phần thềm nhà thì được lót gạch bông ha. Phần bên mặt dựng này thì chúng ta được vẽ một bức tranh ha. Rất là đẹp, rất là bắt mắt ha. Chúng ta vào bên trong nhà. Hiện tại thì cửa là cửa nhôm xin pha lọng kính ha quý vị khách hàng. Chúng ta vào bên trong nhà ha. Thì phía trước chúng ta là như bao căn nhà khác ha, là cái phòng khách ha. Phòng khách rất là rộng rãi luôn. Chúng ta có rèm cửa luôn. Điện nước thì đầy đủ luôn ha quý vị khách hàng. Ở bên phía bên phải chúng ta thì có trang bị là cái kệ để tivi luôn ha. Có cáp nè, có dây nét vô luôn ha. Ở phía trên thì được treo bức tranh ha, để tô thêm cái điểm nhấn căn nhà của chúng ta luôn. Thì phần trên trần nhà thì được đóng là la phong thạch cao ha quý vị khách hàng, đèn hộp luôn. Thì phần mé bên tay trái của chúng tôi thì có cửa sổ luôn, chúng ta kéo ra rất là thoáng mát luôn, có rèm cửa luôn ha quý vị khách hàng. Và cái phần tay tôi chạm vào đó là kệ vách ngăn gỗ phòng khách ha. Thì chúng ta có ngăn để chúng ta để cây kiển rồi ha, để cho tạo thêm phòng khách thêm sinh động, thêm đẹp hơn, vân vân. Và chúng ta cũng có kệ sách luôn ha, chúng ta để sách để trang trí ha, để làm cho căn phòng của chúng ta thêm đẹp hơn ha. Chúng ta tiếp tục sau phòng khách là không gian phòng bếp ha. Chúng ta có kệ bếp ha, kệ bếp bên đây. Chúng ta để bếp từ rồi ha, có ổ điện đồ, nồi cơm điện rồi ha. Thì phần kệ bếp bên đây là cái labo chúng ta rửa chén rồi ha. Có giò nước luôn. Hiện tại chúng ta có tủ luôn ha. Phía trên chúng ta có tủ luôn. Chúng ta để đồ ăn đồ ha, vân vân. Phần phía trên của không gian bếp thì có trang bị đèn ha, đóng la phong thạch cao. Có trang bị bức tranh luôn. Đồng hồ là kiểu luôn ha. Chúng ta tiếp tục vào bên phía trong ha. Qua phòng không gian bếp thì chúng ta là tới phòng ngủ thứ nhất ha. Thì cửa là cửa nhôm xin pha lọng kính ha.
Phần bên trong phòng ngủ thì được lót gạch bông ha. Phần phía trên trần nhà thì được đóng la phong thạch cao, đèn hợp ha quý vị khách hàng. Sơn là màu sơn trắng ha, rất là trang nhã, có đèn ngủ luôn. Mời quý vị khách hàng tiếp tục qua phòng ngủ thứ hai luôn ha. Cái lối đi của chúng ta rất là rộng rãi luôn. Đây, đây là phòng ngủ thứ hai. Thì phòng ngủ thứ hai cũng giống như phòng ngủ thứ nhất ha. Cửa thì cửa nhôm sinh pha lọng kính. Phần trên trần nhà thì được đóng la phong thạch cao, đèn hộp sơn màu xanh lam. Tường thì tường được sơn màu trắng ha. Phần phía nền thì được lót gạch bông luôn. Chúng ta có đèn ngủ đầy đủ luôn ha. Thì mời quý vị tiếp tục đi theo chúng tôi ra phần phía sau. Phía sau của chúng ta, phía này chúng ta có thể là để máy giặt được ha quý vị khách hàng. Máy giặt. Ở phía bên đây thì chúng ta có cái labo, chúng ta rửa mặt được ha, rửa tay được ha. Có kiến luôn, kiến thì cảm ứng luôn ha quý vị. Rất là đẹp luôn. Phòng toilet thì được trang bị là bồn cầu ha. Bên phía bên đây là vòi tắm ha. Vòi tắm bằng inox luôn. Cửa thì kính là kính cường lực luôn ha quý vị khách hàng. Thì phần tường thì được dán là gạch kiểu ha, làm điểm nhấn cho cái phòng tắm nha. Vâng vâng. Phía sau của chúng ta thì có sân sau luôn. Sân sau có cửa luôn ha. Phía sau thì giáp giường bưởi ha, giường dừa ha. Vâng vâng, rất là thoáng mát luôn. Phía sau này chúng ta có thể là tận dụng phơi đồ ha. Đó. Và giá rao bán của căn nhà là 1.850.000.000 đồng nha quý vị khách hàng. Thì quý vị khách hàng đã cùng tôi xem review vòng căn nhà thì cái giá hiện tại chủ đưa ra là 1.850.000.000 đồng nha quý vị khách hàng. Cái giá rất là hợp lợi so với căn nhà hiện tại. Thì giá này quý vị có thể là mua đầu tư luôn được luôn nha quý vị khách hàng. Nếu quý vị khách hàng xem review này thấy yêu thích căn nhà này vừa túi tiền của mình thì hãy liên hệ với chúng tôi ha, để chúng tôi dẫn quý vị khách hàng là xem trực tiếp căn nhà này và gặp trực tiếp chủ để thương lượng giá hợp lý để chốt và sở hữu ngay căn nhà này ha. Chợ Bến Tre xin khép lại review căn nhà hôm nay. Quý vị có nhu cầu cần xem căn nhà và cần gặp trực tiếp chủ để thương lượng giá hợp lý thì hãy liên hệ với chúng tôi. Một lần nữa là xin chân thành cảm ơn quý vị khách hàng đã theo dõi review bất động sản ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khách hàng review bất động sản tiếp theo.